Nè, mấy đứa có gì nói thiệt, chú có chú Hải nè, chú Hải. Em lo. Em sợ cái này là em nên em đi theo cho bé để không có bị bán. Chứ em sao? Em sợ cái này đi á, em phải theo nó bảo vệ nó. Em bảo vệ cho nó không? Là giữ nó lại không? Em cũng hoàn cảnh với nó nhưng mà hoàn cảnh nó con cũng bị bán luôn không? Thì nói thiệt đi, chú Hải con bao nhiêu tuổi em rồi? Em đang làm tại bé này bị ấy nên là em đi theo bên nó. Sợ nhỏ việc trốn không? Không phải, chị này không có bên mua bán, chị này là kiểu như cũng làm như con vậy đó, mà chị này không bị bán kiểu con chị... Con sinh ngày mấy năm mấy? Dạ con 207. 207 ngày mấy mấy? Dạ 17 tháng 12 chú. Mẹ con có đi kiếm con bữa hổm này không? Dạ không. Có, bảo đảm có. Đi làm không báo cho con. Rồi rồi. Con bị bán bao nhiêu tiền? Dạ 53 triệu. 53 triệu phải không? Ừ. Ờ tin đến rồi thì em không mua bán gì vậy. Em không mua bán tại sao mà ờ bây giờ vừa qua rồi anh em đội sĩ Quỳnh Hải đã bắt mấy đối tượng mua bán người từ Hà Nội ra Trung Quốc. Thì hôm nay có ba của bé Mai mới 14 tuổi đến đây cảm ơn đội sĩ Quỳnh Hải và có những lời chia sẻ những gì ở trên cộng đồng mạng. Bà con quét nên cảnh giác giúp tôi. Tôi mong cơ quan nhà nước chức năng khu ấp phố này kia phải dán những cái tờ giấy tờ rơi ở trước nhà của mọi người để chi để tuyên truyền là không cho con mình xin việc làm trên mạng, đừng có mơ việc lên cao mà bị bán qua người, bán qua bán lại rồi bán qua Trung Quốc Campuchia. Hiện nay anh em đội Xuân Hải đã phá đường dây mua bán người tại bến xe Miền Đông và giao cho phường 6 Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh và công an phường 6 Quận Thạnh đã giao lại cho công quận 12 tiếp tục mở rộng điều tra. Bây giờ anh có đôi lời gì nói đến những gì mà vừa qua mà con anh bị vậy? Rồi em chào anh nhé. Bây giờ thì anh hiện nay thì con của anh trong những ngày tháng vừa qua bị một số đối tượng mua bán người chuyên nghiệp, phải nói là rất chuyên nghiệp và tinh vi đúng không ạ? Và chúng tính đưa vào đường hàng không, đường máy bay để vận chuyển con anh ra Hà Nội để chuyển sang Trung Quốc, có thể là bán môi giới làm gái mại dâm hoặc cái gì đó còn nhiều cái ẩn uẩn khúc phía sau. Thì anh em tụi em cũng đã nhận được cái lời cầu cứu của con gái của anh đúng không ạ? Vì vậy cho nên đã trực tiếp chạy xe 80-90 km/h đường mưa trơn trượt từ Bình Dương mà tới bến xe Miền Đông để tìm cách để vây bắt những đối tượng đó chuyên nghiệp để giam để giữ được con của anh và giao cho công an Bình Thạnh để quận phường 26 quận Bình Thạnh để giải quyết. Thì hiện nay thì công an quận Bình Thạnh đã thụ lý hồ sơ và đang mở rộng điều tra và kết hợp với công an quận 12. Cái vụ việc này phải là rất nghiêm trọng, rất nhiều đối tượng tay chân phía sau. Thì hiện nay thì anh có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng để cho cô chú anh chị và các bạn biết rõ cái câu chuyện này ạ? Xin kính thưa anh em hiệp sĩ, đội hiệp sĩ của anh Hải ở Bình Dương, trước nhất là tôi xin chân thành cảm ơn của đội hiệp sĩ anh Hải giải cứu con Mai của tôi. Tôi là người miền Tây, xã Hòa Bình Thạnh, ấp Hòa Thành, tỉnh An Giang, Châu Thành, tỉnh An Giang. Hôm nay tôi lên đến đây thì sau khi anh Hải giải cứu con tôi tại bến xe Miền Đông, đội hiệp sĩ của anh Hải giải cứu tại bến xe Miền Đông đưa qua bên công an phường 26 quận Bình Thạnh, đã giữ cháu Mai 2 ngày. Thì trong lúc đó tôi đã có lên bây giờ qua công an điều tra. Trước nhất xin cảm ơn với anh em là cộng đồng mạng, sau là cảm ơn chính quyền của công an thành phố đặt được là anh Hải, đội hiệp sĩ anh Hải giải cứu đưa qua bên công an giữ 2 ngày. Nhưng mà trong cái lúc này đưa qua công an quận 12 thành phố, nhưng mà nguyên nhân tôi đến muốn gặp mặt con tôi, những cái niềm vui cha con gần gũi, công an quận thành phố không có cho tôi thấy mặt vì tôi nói là con của tôi nó có những cái trường hợp là nó là người bị là nhỏ tuổi, dưới 16 nó là người dưới 16 tuổi, nó mới 14 thôi, nó là người nạn nhân không cho tôi gặp mặt. Thì thế nên hôm nay tôi cũng nhờ chính quyền các cấp để mà cho con tôi giải quyết, cho con tôi về với gia đình. Chân thành cảm ơn với các cấp chính quyền và cộng đồng mạng, sau trước nhất là cảm ơn cho đội hiệp sĩ của anh Hải ở Bình Dương giải cứu con tôi là Võ Thị Ngọc Mai ở miền Tây, xã Hòa Bình Thạnh, ấp Hòa Thành, Châu Thành, An Giang. Chân thành cảm ơn của đội hiệp sĩ anh Hải rất nhiều. Tôi hôm nay lên đây cũng nhờ anh Hải để mà giải cứu cho con của tôi đi về với gia đình. Rồi anh cho phép cho em hỏi thế này. Con của anh, anh bây giờ anh có thể là nói rõ hơn, bởi vì con của anh trong những ngày vừa qua rất hoảng loạn khi được tụi em giải cứu. Bé phải nói là bé rất khôn và tinh vi hơn có thể là những bé khác, nhưng bé vẫn còn tinh thần vẫn rất hoảng loạn. Vì vậy cho nên bé đưa những cái thông tin nhiều khi là nó không có đúng cái ngày giờ, đôi khi bé bị lừa bán đi ngày nào,
thì anh có thể anh chia sẻ rõ cái câu chuyện bé đi ngày nào và bé bị bán ở đâu, những cái địa điểm nào mà bé có liên hệ về cho gia đình hay không. Và cái câu tiếp theo nữa là anh đã nhờ cơ quan chính quyền trong thời gian trước để tìm kiếm bé hay không ạ? Trong lúc mà cháu ra đi khỏi gia đình, nó thấy là gì cái hoàn cảnh của tôi cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, cha làm mướn không có chịu không nổi, thì trong lúc ra đi cháu cũng lên mạng để tìm việc làm để phụ tiếp gia đình của cha mẹ. Hiện giờ thì còn cháu nhỏ, gia đình thì tôi là người gánh vác kinh tế nặng nhất để lo sửa sùng cho em của bé Mai. Nhưng mà thật sự cháu ra đi thì cũng không biết ngày giờ cháu đi, mỗi lần mình liên lạc cho cháu gặp mặt được con được á thì nói chuyện với con rất mừng, không gặp mặt con được ngày đó là tôi khóc. Cũng nói thật với bà con với anh em mà trước nhất được nghe tin cháu nói là đội hiệp sĩ của anh Hải Bình Dương giải cứu tại Bến Xe Miền Đông đó lên, thì cha con tâm sự ở tại phường 26 quận Bình Thạnh đó cho gặp mặt, mà qua bên quận 12 thì không có cho gặp mặt. Thì tôi cũng nói lên ngày hôm nay trong cái đội hiệp sĩ của anh Hải, tôi cũng mong bà con cô bác từ đô thị cho đến thôn quê có con mình nên cảnh giác là không có cho lên cái Facebook để mà giao lưu những cái chỗ mà người ta lừa đảo, xã hội bây giờ lừa đảo thì rất nhiều, để mua bán trẻ em qua đường dây của Campuchia với Trung Quốc. Nếu mà không có đội hiệp sĩ của anh Hải thì con tôi hiện giờ qua bên Trung Quốc rồi. Anh nghĩ nếu như trong cái câu chuyện vừa qua, trong những 2-3 ngày vừa qua, nếu anh em tụi em mà tiếp nhận thông tin mà không chạy đi kịp thời, dù rằng trời mưa rất tầm tã, đúng không ạ? Dạ, dạ. Mà nếu không nhanh kịp thời, chúng sẽ lên một cái chuyến xe gọi là tốc hành ra ngoài Hà Nội, ra đó chuyển đi đâu thì mình chưa biết rõ. Nhưng cái đường dây này theo như rất nhiều nguồn tin là đường dây này vận chuyển người, mua bán người sang Trung Quốc. Dạ. Đó. Vì vậy cho nên chúng đi rất nhiều hướng, tụi em cũng đã từng lên kế hoạch. Và dạ, một là chúng đi đường quốc lộ 1A, 1A, dạ, hai đi đường quốc lộ 14. Nhưng anh em không thể chặn hai tuyến đường này được. Dạ. Vì vậy nên trực tiếp bằng là bao vây, là dạ, tổ chức bao vây ở tại Bến Xe Miền Đông. Dạ. Và bắt các đối tượng tại đó và bàn giao cho công an phường 26 quận Bình Thạnh. Nhưng dạ, các đối tượng rất tinh vi và rất tỉnh táo và trả lời một cách rất khôn ngoan và rất tinh vi. Vì vậy trên cái vụ việc này còn rất nhiều cái hệ lụy đằng sau. Con của anh trong những ngày vừa qua nếu không cứu kịp thời thì chắc chắn là có thể anh không phải 1 năm 2 năm mà có thể là cả cuộc đời này. Dạ, anh đã dạ, có thể là sẽ mất đi một người con gái thương yêu trong những năm vừa qua. Dạ. Vậy là con của anh những ngày vừa qua thì phải nói là bé rất khi mà được cứu là bé rất vui mừng mà dạ, bé trả lời rất thẳng thắn, đúng không ạ? Dạ, dạ. Không như những bé khác. Dạ. Vì bé quá vui mừng là khi bé cầu cứu cho tụi em là các chú cứu con với. Dạ. Nếu không con sẽ bị bọn này nó bán là yeah, nó bán tới 53 triệu rồi. Yeah. Nhưng nếu lên tiếng bé trả lời là nếu lên tiếng là sẽ bị chặt chân. Yeah, đó yeah, anh có nghe cái video mà tụi em đăng tải không ạ? Yeah, yeah, yeah. Nếu như bị nếu như chỉ cần mày la một tiếng là tao sẽ chặt chân mày luôn. Yeah. Vì vậy cho nên bé chỉ có 14 15 tuổi cho nên là không thể suy nghĩ được hiểu hết được hết, cho nên bé rất yeah, hoảng loạn, rất sợ hãi. Phải không anh? Dạ. Yeah. Yeah. Sau khi thì nhận được với cái thông tin của đội hiệp sĩ đã giải cứu con đưa qua bên phường công an quận 26 ở quận Bình Thạnh, thì công an quận Bình Thạnh xác minh lấy lời khai của cháu nói ở xã Hòa Bình Thạnh, ấp Hòa Thạnh, châu thành An Giang, thì công an phường 26 quận Bình Thạnh có liên lạc về công an xã Hòa Bình Thạnh thì có lên cho tôi hay. Thì trong thời gian công an Hòa Bình Thạnh anh thu xếp lên để mà làm hồ sơ lãnh cho con về, nhưng mà trong thời gian 2 ngày, ngày nay là ngày thứ 3 đưa qua công an quận 12. Thật ra cha con có ngồi tiếp xúc trong thời gian ở tại công an phường 26, nó có kể qua một vấn đề: ba ơi, con nhờ con được biết đi một cái tin việc của chú Hải hiệp sĩ, đội chú Hải hiệp sĩ Bình Dương, con mới nhắn chú Hải, nhắn tin qua chú Hải: chú Hải ơi cầu cứu con bây giờ hiện giờ đang bị bắt gạt qua Bến Xe Miền Đông để mà đưa con. Chú Hải nói là con yên tâm đi, có thể chú đến chú cho người lên xe với con. Nó mới kể rằng là với tôi á, con không có lên xe. Chú Hải nói là con yên tâm, con đừng lộ vẻ ra cho nó biết, con cứ bình tĩnh. Coi như con tôi đã kể qua là nói với tôi là như vậy. Thì sau khi đó trong giây lát gì đó thì 10 phút sau hỏi nguyên nhân nào mà chú Hải phải biết ở chỗ đó mà lại bắt con. Nó nói con đi đến đó con cũng nhờ có cái chí ông bà cũng đổ con cái gì đó, nhờ có cái chí con chụp hình xe với lại bản số xe, con vô con hỏi bảo vệ á, mấy cái người đó mua xe về đâu, mua giấy xe về đâu thì bảo vệ cho con biết, là mấy cái người mua bán con nó đưa con về Hà Nội. Đúng rồi, bé mua con đưa con về Hà Nội để bán qua bên Trung Quốc. Thì trong cái thời gian đó chú Hải á, lại chú Hải giải cứu cùng có anh em lực lượng
thì quý bà con mình từ đô thị thôn quê coi những cái nick của con tôi là bé Võ Thị Ngọc Mai đó, cái đội hiệp sĩ chú Hải đó, trong lúc đó là chú Hùng, trong cái đội hiệp sĩ chú Hải có quay phim tại trực tiếp tại bến xe Mường Đông đưa qua công phường công an 26 quận Bình Thạnh. Thì thật tình ngày hôm nay tôi đến đây được biết trong cái đội hiệp sĩ Bình Dương, thật tình là cảm ơn. Tôi cũng mong bà con làm sao ráng cố gắng giữ trẻ em của mình, từ trẻ em trai gái gì cũng vậy, chứ không nói gì trai nhưng mà gái thì bây giờ xã hội nó rất mua bán thì dễ hơn. Chân thành cảm ơn trong cái đội hiệp sĩ rất là nhiều trong thời gian qua. Anh có tấm hình nào ở đây không, để bởi vì hiện nay rất nhiều người, nếu như xem video này, nhiều cô chú anh chị và các bạn là nhiều người chưa có hiểu được cái câu chuyện sâu hơn, bởi vì nhiều người không theo dõi được những tập trước đây. Vì vậy cho nên nhiều người có thể là không có nhận diện được con của anh là ai và trường hợp như thế nào. Anh có tấm hình nào ở đây không? Căn cước công dân. Rồi. Không được, không được quay nữa ấy. Quay cước công dân không? Có giấy chứng minh. Anh có hình nhá. Bây giờ chú Hải hỏi nè. Chú Hải hỏi bây giờ con cầu cứu hiệp sĩ Bình Hải. Chú Hải hứa là bảo vệ con, không bị gì hết á. Con họ tên gì nó lớn lên coi. Dạ con tên Ngọc Mai. Sinh năm mấy? Dạ 2007. Bây giờ chú Hải cứu kịp thời ha. Dạ. Cứu thời là nó bán con ra Hà Nội phải không? Dạ. Nó con xin việc làm trên mạng phải không? Dạ đúng rồi, con xin nó nói là cho con vô bưng trái cây. Xong rồi cái con nói, xong rồi cái con chịu đi, thì con hỏi là giờ em bắt xe lên anh rồi anh ra bến xe anh đón nha, nó không chịu. Nó nói là bây giờ anh đến rước tận nơi, xong rồi cái con nói xong cái con nó hẹn con 12 giờ tối, 12 giờ khuya á. Xong rồi cái con nói không được anh ơi, 12 giờ khuya em đi không được, sáng mai em đi. Xong rồi cái nó chạy xe 4 chỗ nó xuống rước. Trong xe đó có nhiều người lắm. Xong rồi lên nó nói là tính tiền xe con 4 triệu rồi tối đâu cỡ 8 giờ mấy nó chở con qua bên quán kia. Xong cái nó nói là tiền nó tính tiền con lên là 14 triệu, 10 triệu tiền môi giới với 14 triệu tiền xe nó ra 14 triệu. Con đi ngày mấy mấy? Dạ con không nhớ nữa. Lâu chưa con, khoảng bao nhiêu tháng rồi? Dạ có 2 tuần mấy là mà con bị bán tùm lum chỗ trơn á. Bán 53 triệu không lấy được đồng nào hả? Dạ không, con không xài tiền, không có 1.000 luôn, con làm tiền cũng thấy nữa. Ở đây là con ở bến xe Bình Đông. À, giờ giao cho công an phường 26 quận Bình Thạnh. Rồi con cho chú hỏi thế này. Hiện nay trong những ngày tháng vừa rồi con bị giam giữ đó, bị khống chế, con có sợ hãi không? Dạ có, con cầu cứu nhiều người lắm mà ông mày giúp cho á. Con có cầu cứu rất nhiều người. Dạ kiểu như con. Là xong rồi cái con ấy đó, con đang nhắn tin mà giật điện thoại lại hay tin nhắn là nó tôi nó quýnh con không à. Bất bị con đã bị quýnh chưa? Dạ rồi. Bị rồi. Dạ, con rồi. Đang nhắn tin cho ai đó. Dạ. Bất kể một ai mà để muốn cầu cứu mà chúng phát hiện được là chúng giật điện thoại. Và dạ. Chúng đọc con đúng không? Dạ đúng rồi. Là con có nhớ mặt những người đó không? Con có nhớ tên không? Dạ không, con không nhớ tên. Hiện nay con có thể, con có đã liên hệ về cho gia đình chưa? Dạ con không có liên hệ được với gia đình. Tại tụi nó tháo sim con ra. Bây giờ tháo sim con có nhớ số điện thoại không? Dạ không. Không nhớ số điện thoại của gia đình. Dạ. Quê quán con ở đâu? Cụ thể nào đâu? Dạ con ở An Giang á. Con bị lừa trong tình huống nào? Con có thể chia sẻ tất cả cho mọi người được biết rõ cái câu chuyện này. Dạ, dạ là con kiểu nó nói là con lên làm trái cây xong nó cướp. Con ngồi bắt xe lên nó không chịu, nó đòi cướp con, nó nếu mà nó cướp nó tính luôn tiền xe con. Con hỏi tiền xe gì, nó tiền xe cướp từ dưới quê lên. Cái con hỏi sao em bắt xe lên không cho, nó nói lỡ chung đường phải cướp rồi, nó nói làm này không cho bắt xe lên. Cái con nói là nếu mà em làm cho em ra ở chỗ đi được không, nó nói không. Xong rồi cái nói là anh muốn nhà anh bao ăn bao ở, xong lên nó tính tiền nhà rồi tiền hợp đồng mà con không muốn ký hợp đồng gì hết trơn á. Rồi tiền ăn nữa, nó bao ăn bao ở. Xong lên nó tính tiền ăn với tiền nhà, với tiền ăn tiền nhà con là 6 triệu. 6 triệu. Đúng rồi. Tiền trang điểm là 3 triệu ghi, rồi tiền hợp đồng 5 triệu. Xong rồi cái con cái hỏi là cái nó đưa con đi chỗ khác, con đâu muốn đi đâu, con xin nó lại không cho. Cái nói là đưa con đi chỗ khác, con làm nhiều tiền hơn anh trả nợ. Con hỏi con có hiếu tiền cho anh nợ đó là tiền tổng hết tiền của chỗ khác là 3 triệu. Nó xin con thêm 3 triệu cà phê. Thế xong rồi cái nó đưa con qua chỗ ăn này. Chủ con về là 33 triệu, xong cái lên xe được nửa đường anh nói là bây giờ là cây ga là nó chặt chỗ rồi, giờ cho qua mất xe nghe con không chịu. Cái con ngồi xe con khóc, con nói địt mẹ mày mà khóc là tao giết mày đó. Anh đó hả? Anh đó gì? Không có anh kia kìa. Anh nào? Anh là không biết anh đó đâu, hình như là còn ở chỗ chỗ. Anh như chửi con là nếu như là chửi bậy, chửi tục đúng không? Dạ đúng rồi anh á, địt mẹ mày mà tới đó là mày khóc tao giết mày đó. Thế còn lúc đấy con có sợ rất hoảng loạn không? Dạ có chứ, con khóc luôn, khóc xong rồi cái nói không có khóc, nói làm như một tuần ta chuột mà về làm cây ga. Con có cầu xin là các anh tha cho con không? Có, nhưng mấy anh không chịu. Mấy anh nói là giờ mày không làm, giờ tao lỡ muốn rồi qua bên kia rồi ta ăn nói sao mất uy tín tao làm sao. Xong rồi cái bên đó là bên đó làm xong rồi cái con không chịu, con ngồi có hàng ngồi phòng bị nhốt mà bị lấy điện thoại nữa lâu lâu mới cho
nhắn tin chú Hải. Chú Hải là kêu gửi điện thoại ba mẹ lên mà con nhớ số. Xong rồi cái không được, con mới qua con nhắn tin với lại anh này nè. Xong rồi cái anh nói là chừng nào đi thì đi ra sân bay.